Xin mời quý vị chúng ta ngay bây giờ sẽ hướng lên sân khấu và gặp gỡ với ông hoàng sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Một tràng pháo tay thật lớn ha. Xin cảm ơn. Minh Vương xin kính chào quý khán giả kính mến. Trước khi hát, Minh Vương kính chúc quý khán giả luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an, mạnh khỏe và may mắn. Minh Vương hát bài Tân Cổ Giao Duyên, tác giả Đăng Minh. Bài vọng cổ được mang tên Hủ Tiếu Gõ. Đêm đêm mình tôi cứ gõ, suốt đêm nay trời mưa bão bùng. Mưa gọi ai cũng ngủ say, nhà cao tường khép kín đâu còn một ai. Nghêu ngao tôi cứ rao hoài, lang thang từng cơn gió hẹn, bước chân tôi từ lâu ra rời. Mưa dầm thấm giọt mồ hôi, bao lần tôi hỏi sao trời đọa tôi. Khi xưa giông gió quê nhà đã cuốn trôi xóm làng quê tôi. Hủ tiếu gõ, hủ tiếu gõ đây, hủ tiếu gõ đi. Mưa 20 sao mưa cứ rơi da lạnh tay tê cho người dầm với gió mưa. Vì chén cơm manh áo nhưng mảnh đời cỡ cực sẽ khó cầu. Đêm nay nữa là đã nhiều đêm băng ấy, tiền lỗ thâm vào ba phải đi về, để con vẫn được đến trường no cơm lành áo, không phải đói nghèo như ba. Quanh mình ngăn cách bởi lầu cao, vẫn còn gần gũi bên ta những mảnh đời vất vả. Rằng chẳng còn một ai. Hủ tiếu gõ, hủ tiếu gõ đây, hủ tiếu gõ, hủ tiếu gõ đây. Ba làm bạn với nồi hủ tiếu, tiếng gõ vọng đêm dẫn lôi bước con đi vào dần sáng trong đời. Gà trống
nuôi con đứa con cối cúc mẹ hiền. Đến hôm nay công thành danh toại, con trở về nơi ba bán hủ tiêu có ngày xưa. Vẫn nếp bên lề, vẫn xe hủ tiêu quen quen, người bán trẻ cũng như ba cái thuở nghèo tìm sinh kế. Trời lại chuyển mưa, lòng con lại nhói nhớ, giọt nước mắt ba rơi vì bán ê buổi mưa dầm. Chiều chiều ngán cháo ăn cơm, ăn hủ tiêu gõ ngon thơm ấm lòng. Làm đêm về muộn đôi rung, ăn hủ tiêu gõ dựng chân tình người. Con buồn khi nhắc chuyện xưa, còn ba thanh thản khi đưa con qua bờ giang giang lóc cốc nửa khuya. Hủ tiêu gõ đây, nghe rau mà nhớ một thời mưu sinh. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành tình cảm cho Minh Dương. Và bây giờ thì xin phép Lệ Thủy hát một trích đoạn. Mà quý vị nào mà biết Lệ Thủy suốt mấy chục năm nay á, thì đều biết cái vở tuồng này của soạn giả Yên Lan và Nguyên Thảo. Đó là vở tuồng Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mộ Dung đại ca, đại quân Mông Cổ của chúng ta đã làm chủ tình hình. Kìa, dường như đại ca đang khóc. Có phải đại ca đã phải lòng một cô gái Trung Nguyên? Có phải người đó là Lý Thiên Kim, con gái của quan tổng trấn Hiệp Châu Thành? Tôi hết rồi. Người ta đã có chồng mà đại ca vẫn thương vẫn nhớ. Người ta đã có chồng mà đại ca vẫn đợi vẫn chờ. Có bao giờ nghĩ tới em đâu, trong khi lúc nào em cũng nghĩ đến đại ca. Khi đến bao giờ sống lại thuở ấu thơ, cho đến ngày nay bên nhau trên bước đường đời. Sống bên em mà dường như xa lạ. Có bao giờ anh nghĩ đến quý mình? Vậy thì từ giây phút này đại ca đừng nhớ tới quý mình làm chi nữa. Hãy ở lại Trung Nguyên tìm người con gái đó, nói lại tình xưa cho đẹp mộng tương phùng. Để một mình em ôm kỷ niệm đau buồn, để một mình em trở về mong con với các vàng đi xa mà mỗi bình minh máu trời nhuộm đỏ phương đông. Em sắp đi ngựa đuổi bắt dần dương đà mơ, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới hay mình đã chạy theo một áo anh xa vời. Mai một em về miền sa mạc chắc sẽ buồn khi vắng bóng đá.
sàng cất bước bên trời mong cổ nhớ người xa. Thắng yên cương cho tuấn mã để đưa thân xác đại ca trở lại quê hương, còn linh hồn của đại ca thì vẫn ở lại trung nguyên cùng người con gái tông, để rồi bên cạnh quê mình đại ca sâm thầm như chiếc bóng sẽ khóc nhiều chuyện gian dở một lần trọn thời thơ ấu, đã theo gót đại ca xuôi ngược nẻo trường chinh, mà nay bên đoạn đường tình mỗi người một ngã riêng mình xót đau. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý bà con, cô bác và các anh chị, các cô chú có nghe được không ạ? Dạ, tại vì nóng quá cái nó ho cái nó lên đàm hơi khó chịu một tí. Dạ bây giờ mình hát ca nhạc tiếp, nhạc tình nhạc mẹ hay là mình hát giọng cổ ạ? Giọng cổ ha, giọng cổ đi nha. Dạ giờ giọng cổ muốn hát tuồng gì ạ? Dạ tuồng nào mà hay nhất hả? Dạ quý bà con cô bác có lên coi live show của ba Hai Minh Dương với mẹ Lệ Thủy không ạ? Dạ có hả? Dạ muốn Ngọc Quyền hát lại cái nhân vật mật cổ điển của ba Hai Minh Dương với mẹ Lệ Thủy không ạ? Hát không quý vị? Hát nha. Hát gì nha? Dạ đêm lạnh chiều vang được không ạ? Trời ơi, dạ nghe khoái mà sao vỗ tay ít quá vậy? Dạ đó vậy mới được chứ. Và bây giờ Ngọc Huyền xin được tái diễn lại đêm lạnh chiều vang, lớp đọc diễn của mẹ Lệ Thủy. Và Ngọc Huyền rất may mắn được mẹ nhận làm hậu duệ. Mẹ dùng chữ hậu duệ luôn quý vị. Mà yêu mẹ là từ năm 30 tuổi. Đến bây giờ quý vị biết Ngọc Quyền nhiêu tuổi không ạ? Sớt lên là biết rồi. Dạ em mới có 25 tuổi à. Dạ 52 ạ? Dạ không. Dạ em mới có 25 tuổi thôi à. Ngọc Quyền 25 tuổi quý vị có chịu không ạ? Chịu luôn. Dễ thương quá. Ngọc Quyền xin chân thành cảm ơn. Dạ mình lạc nhạc, mình là con Phật mà mình hát ở ngay đình ông nữa. Cảm ơn ông đã cho con sức khỏe nè, cảm ơn ông đã cho con cái tuổi trẻ. Nhưng mà năm nay đúng là như quý vị Google search á, là dò xét trên mạng biết Ngọc Huyền 54 tuổi. Nhưng mà thấy Ngọc Huyền trẻ hơn tuổi phải không ạ? Bởi vì chúng ta luôn yêu đời nè, chúng ta luôn trao cho nhau nụ cười nè, và chúng ta yêu thương tất cả những người chung quanh, bạn bè, anh chị em cũng như những người khán giả mà Ngọc Huyền từng gặp. Mong rằng cái niềm vui của Ngọc Huyền trao lại cho quý vị, và tự nhiên cái niềm vui quý vị trao lại cho Ngọc Huyền, cho nên thấy Ngọc Huyền trẻ đó ạ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ nó ho quá trời. Và bây giờ trích đoạn đêm lạnh chiều quang xin được phép bắt đầu. Tần Linh Sơn, sáng mai này anh trở lại Giang Nam, đường sương gió mịt mù chứng diện xứ, gói hành trang với chút niềm tâm sự, xa nhau rồi kỷ niệm cũng mù sương. Tần Linh Sơn ơi, không ai ơi vậy, Linh Sơn ơi. Giữa cánh trường cô liêu, anh cúi đầu bên thềm đá giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn đời, không ngăn cách bởi biên thùy. Sau đêm này và ngàn đêm nữa đi, em vẫn yêu một mình anh.
dù chia lìa tình đôi phương cách xa, ngủ đi anh một giấc mơ thần Tần Linh Sơn, anh vẫn im lìm sải cụ. Những trăng cuối khuya sắp sửa hồi tàn, và sương lạnh rơi nhiều như tông thuyền. Sơn ơi, chỉ còn đôi giây phút nữa mình ở bên nhau. Khi sương đã lặng bên thềm suối mơ, sao rơi trong mắt môi em, giọt sương thấm hồn vào cô gái mộng mơ. À, nói ngủ đi anh cái được tiền liền. Ngủ đi anh, hãy ngủ đi một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền quá cô. Rồi rạng sáng ngày mai mình sẽ chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối. Mong mi đêm nay rồi xa cách trọn đời, từng giọt sương buồn gieo nặng hạt, đêm cô liêu phù lạnh mái chùa vắng. Chỉ còn đôi giây phút nữa mình phải xa nhau, như mùa thu chết dần trơn xác lơ. Làm nào đụng mấy cành khổ trên trời, kỷ niệm ngày xưa như giấc mộng đêm dài. Sơn ơi, đã đến giờ ly biệt, phút biệt ly này đau buốt trái tim em. Hãy cho em nắm lấy tay anh một lần sau cuối, một lần này thôi. Giờ ai có rượu thì lấy rượu, ai có trà thì lấy trà, ai có nước thì nâng lên lên nha. 1, 2, 3 vô. Linh Sơn, ngày trước ta quen biết nhau bằng một tuần rượu nơi quán gió bên đường. Giờ đây muối mời Sơn ca ly tông biệt, nâng chén nghe lòng đau, rượu mềm môi cay đắng, nước mắt nào dâng sâu. Ôi tôi buồn nghẹn lời, giữ cả chúng gia tư, nâng chén lòng với sâu chia tay gia từ, mãi đôi đường chia xa, nâng chén lòng vẫn sâu, rượu mềm môi cay đắng, cất tiếng nào dưới sâu. Show.
cùng nâng ly tiếng biết. Xin mời. Dạ hết. Thanh Trường xin phép được gửi tặng tất cả quý vị là một bài hát tên gọi Vô Duyên. Và bài này Thanh Trường xin phép được hát song ca cùng với nữ nghệ sĩ chuông dài giọng cổ Võ Ngọc Quyền. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe lại bài hát của soạn giả Ngô Hồng Khanh được mang tên Quyền Cung Đàm Mới. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Võ Ngọc Quyền xin gửi lời chào đến quý bà con, lời chào trân trọng nhất ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thăm gian. Khải hoàng ca qua mấy cung đàn. Mùi tân thần ta như lá bay xa, ta múa ta ca ta mừng ta đón đón mặt trời lớn ta uống nước nghe chung buồn. Xuân vui khắp trên đi buồn làng. Quay ta từng bừng tiếng nhạc chén rượu chưa say đã say chén rượu đời. Thấy nguyên điệp trùng rừng xanh ta đó giữa mấy Lê Tứ và Như sẽ gửi đến cho bà con mình một lớp vọng cổ được trích đoạn trong vở cái lương rất là nổi tiếng của cố soạn giả Yên Lan. Trích đoạn đó mang tên Pháo Hồng Tiện Bước Em Đi, tức Vỡ Máu Nhuộm Sân Chùa. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàn gió tuyết trở về đây. Để làm chi? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Bà ơi, đêm qua tôi có về ngã nơi hò hẹn cũ, thì mấy người con gái đã sang sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy chậm lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như một loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà còn dành nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Ông là ai mà tại sao nghẹn ngào nước nở nhắc chuyện ban đầu của hai kẻ yêu nhau? Mời chân ông
bà ơi ví như tôi đã cùng bà thầy hẹn buổi chia ly thì giấc mơ xưa cũng không còn gì nữa. Khi rượu tân hôn đang nồng nực phía loan phòng kia tông ca bà đã bình yên khoác áo theo chồng, bà đã một đời vàng son qua mộng bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôm lễ được vô vàng hạnh phúc. Bà hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho dầm trời xa không bỡ ngỡ mong sống hồ. Để cho bà được bình yên lên kiểu cưới. Không, đó là quyết định của sâu màu em. Làm sao em cãi lời người cho được đốc ca. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành là vợ của người ta. Còn tôi là một kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có thi thương cũng đành xa biệt, mong mỹ nào cũng tan cuộc giữa cánh sơn. Thì thôi, đường bà đi, đường tôi bước. Chân gót quang hà một sáng mùa thu, tôi sẽ dừng chân nơi triền đồi có là để lắng nghe chim quyên tan rộn cá kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình cuộc sống bên chồng và bên những đứa con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, bụi sông hồ sẽ chùi khắp bước chân quang. Khoan hả, trước khi ra là má gì mặc lại má ai? Dạ. Dạ thưa quý vị, đây là má nuôi của Lê Tứ bà Hà Như, nhà cũng ở gần đây thôi. Đợi con trai lên hát rồi. Con cảm ơn. Trời mẹ. Dạ. Mẹ. Dạ một chút xíu nữa con ca nữa dạ. Dạ dạ má. Rồi sẽ dâng thân vào mọi gian nguy. Em giang anh, em giang anh.
quên bỏ thù xưa, càng trả hận thì hận thù càng chất. Tôi biết phải làm sao giữa hai ngã đường tình yêu. Đằng ơi, bây giờ đã sắp hết mùa thu, nhưng tôi ưu độc thắng yêu trở rồi. Những bầy chim sao xác trở về đó làm cho nỗi rồi giống như lệ một giây này không biết tôi thì thôi em xin quỳ như trong người yêu cũ để ân cần thăm hỏi một lần thôi, rồi nữa đêm nay em sẽ là cô dâu mới không bao giờ. Dạ, vừa rồi thì hai con trình bày một cái lớp dòng cổ rất là nổi tiếng này để gửi đến cho bà con mình. Một lần nữa, hai con kính chúc tất cả quý ông bà, cô bác và các anh chị mình ở đây lúc nào cũng được ơn trên phù hộ, lúc nào cũng bình an, hạnh phúc và đằng mang phát tài ạ. Bây giờ thì hai đứa con xin tạm biệt, nếu còn thời gian thì một chút xíu con sẽ trở lại hát sau. Bởi vì hôm nay Lê Tứ nhận cái trách nhiệm rất là lớn điều động chương trình, cho nên còn rất nhiều nghệ sĩ tài danh ở phía bên trong. Có cả thầy cô của Lê Tứ nữa là nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên nữa. Bà con mình đã chú ý đón xem dạ. Con bây giờ con xin chào tạm biệt. Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, xin gửi đến bà con cô bác một lớp trích đoạn cải lương được mang tên Khói Lửa Biên Thùy. Vỗ tay. Tiền quá trời rồi. Dạ em cảm ơn anh. Sang Hà Bình biên giang qua thương xót nước nhà lầm than, đêm nằm không ăn giấc một lòng chỉ quý cùng ánh sáng quy danh tài trai phu nhân hãy an tâm còn tiền thơm ngàn năm đường dài nguy hiểm đồng quan nếu xa dầm Thùy phấn định tử sanh, khốn chiến đi vượt.
châu ganh vào tư quyết, quá lòng đắm yêu cả mảnh đời bất diệt. Tha thiết hẹn trùng quán chàng thiết vẹn câu thề, tiếng chinh tiếp tạm xa chàng, cố hương ghi trọn lòng vàng. Chiếc quân giang xâm loạn sẽ lại kinh quay về, sống y giao loạn nữ đôi tương đà. Giang ơi, hẹn ngày tương quan, cầu chúc quan sang thân bên nàng. Đời hôn gian nan, cảm thương thân chồng, lệ rơi chào trắng anh dùng từ đôi tay ngàn ngọc tiếng đưa chồng. Đường dài sông ta tiếp ứng quyền trời ban điềm lành, lòng chàng an tâm nơi phòng loan đón nhau khai quang. Nhìn chàng hân hoan tiếp danh thương trung gian nơi xa ngàn tài tài tung quanh, cùng chung non nước trên bước đường thành công của nhau. Hoàng môn tướng sĩ trung thành dưới cờ chiến thắng cùng nhau vui mừng. Xuân về tô thắm muôn nhà, tình chàng y tiếp trang quà sắc mai. Và sau đây Minh Dương hát bài cũng tân cổ giao duyên, tác giả Đăng Minh. Bài vọng cổ được mang tên Thằng Bồm. Thằng Bồm có cái quạt mò, phú ông xin đối ba bò bò chín trâu. Lấy đi bò mời, lấy đi bò mời, bòm răng bòm dặn lấy trâu. Phú ông xin đối ao sâu là sâu cá mè. Lấy đi bòm ơi, lấy đi bòm ơi, bòm răng bòm chăn lấy mè. Phú ông xin đối một bè gỗ liêm. Lấy đi bòm ơi, lấy đi bòm ơi, bòm răng bòm chăn lấy liêm. Phú ông xin đối con chim là chim đội mồi. Lấy đi bòm ơi, lấy đi bòm ơi, bòm răng bòm trắng lấy mồi. Phú ông xin đôi nắm xôi lão dơi, miệng đắng lưỡi khô cồn cào, bụng đói chưa có chiên cơm rau. Dù trời đứng cần thiết gấp gáp cho ta, chuyện rất gần mà ông cứ dòng gió vẽ mây thấy rồng gạt bơm vào mấy hồn trần. Sao cứ gian dối hoài kẻ dưới chẳng tin, bòm không ước mơ những gì xa thăm. Mồ hôi đổi lấy cơm thừa, một năm xôi khô, một gáo nước mưa
lừa lọc thêm dài. Im lặng giữ thân nào phải đâu khờ dài, bé cổ thấp chân đành cúi mặt nén cơn đau. Em cười héo hắt càng thương, năm xôi đỡ giả ta cùng bên nhau. Nhìn em gầy yếu xanh xao, tàn phai nhan sắc u màu thắm tươi. Thằng bòm có cái quạt mo, phú ông xin đổi. Ba bò là bò chín trâu, bòm răng bòm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi. Ao sâu là sâu cá mè, bầm răng bầm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi. Một bè là bè gỗ liêm, bầm răng bầm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi. Con chim là chim đòi mồi, bầm răng bầm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi. Nắm xôi là xôi bòm cười. Thôi đời sao lắm chua cay, lời thương chót lưỡi khó đỏ chân tình. Bom nghèo chỉ có lòng thành, thương nhau lời nói từ tâm thiệt thà. Nắng mưa khuya sớm màng chi, chỉ mong hết nợ thoát đời cùng đinh. Xin cảm ơn Minh Dương, xin kính chào tạm biệt. Dạ cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn tất cả ông bà cô bác. Dạ rồi, cảm ơn, cảm dạ, cảm ơn chú. Dạ, con thấy ở dưới khán giả yêu mến mà đứng vỗ tay mà đứng lên luôn ạ. Dẹp xin mời mẹ của Hoàng Kiệt lên sân khấu luôn, nữ nghệ sĩ Đỗ Quyên cùng nam nghệ sĩ Hoài Thanh. Ba mẹ sẽ gửi đến tất cả các chú các chị trong một lớp trích đoạn được mang tên Dòng Mở Lê Quynh. Thưa chủ tướng, đã nhận được sự ủy nhiệm của chủ tướng thì cho dù vạn tử nhất sinh, trước chủ tướng Lê Minh tôi xin thề bằng danh dự tích thảo luyện binh tay chờ ngày quốc khởi, đánh đuổi xâm lăng ta lấy lại cơ đồ. Phút lên đi đường nghe rạo rực cả tâm can, tôi sẽ cắt đầu thù đem về tế đức linh hồn minh chủ. Đi đi huynh ta hẹn ngày tao ngộ, khi nước non này sạch bóng xâm lăng. Cảm ơn, cảm ơn. Bà con mạnh khỏe. Dạ, hôm nay Châu Thanh rất là hân hạnh được gặp gỡ tất cả bà con ở trong ngày lễ kỳ yên. Trước hết thì Châu Thanh xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo duyên để hôm nay Châu Thanh được về đây hát dâng lên lời ca tiếng hát để cúng trong ngày lễ, và cũng để giúp vui cho tất cả quý cô bác có mặt hôm nay. Châu Thanh xin chúc tất cả nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và sẽ được các đấng thiêng liêng gia hộ cho chúng ta gia đình hạnh phúc và công việc làm ăn vạn sự thành công như ý. Bài hát Châu Thanh xin trân trọng gửi đến gia đình là một bài ca rất nổi tiếng, một đoạn ngắn trong vở tuồng được mang tên là Trần Dạ Cầm Giang. Và đoạn này Châu Thanh mời tất cả bà con mình cùng hưởng ứng với Châu Thanh nha. Trần Dạ Cầm Giang hai ngày đang cử hành hung lễ, lúc đó ông vua tới bắt Cầm Giang đi. Bây giờ Châu Thanh sẽ đóng lộn ông vua, cái mời bà con mình hưởng ứng nha, cùng hát Châu Thanh nha. Quân sĩ! Mở nhạc. Quân sĩ! Hát chưa dứt câu mà đã được thưởng quá chừng luôn. Cảm ơn, xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị, và cũng xin cảm ơn người em mà phải nói là rất là dễ thương, vì người em ấy cũng như tất cả bà con có mặt hôm nay đã dành cái tình yêu thương cho nghệ thuật cải lương rất là lớn, đó là Điền Trung mà Châu Thanh đã nói rất là yêu quý em, và tất cả các
Xin cảm ơn em và cảm ơn những nhà tài trợ đã tạo cái duyên để hôm nay tất cả nghệ sĩ được về đây trong cái ngày lễ kỳ yên. Xin kính chúc cho em cùng gia đình và tất cả quý bà con thật nhiều sức khỏe, được ông gia hộ cho mọi việc thành công như ý ha. Một người anh rất là đẹp trai của đoàn cải lương Sài Gòn 2 hồi đó mà Châu Thanh mới đến đi dưới sân khấu đó, Sài Gòn 2, mà hát những cái vai tuồng mà nổi tiếng như Đại Quý Quy Bình rồi, ôi trời đó coi hết biết luôn, Ánh Lửa Rừng Khuya rồi. Xin quý vị dành cho một người đại danh ca của sân khấu cải lương Việt Nam chúng ta, nghệ sĩ danh ca Tuấn Thanh. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ danh ca Châu Thanh rất là nhiều. Tuấn Thanh xin cũng xin chào tất cả bà con cô bác ở Đình Thần với lời chúc trân trọng và yêu thương nhất cho anh Hùng Cái. Dạ, cảm ơn anh. Vâng. Kính thưa bà con, gần 100 tuổi mà đẹp vậy đó. Vâng, cảm ơn Châu Thanh nói nhiều quá. Vâng, để chúc mừng cái ngày lễ cúng đình hôm nay mới gặp được tất cả bà con yêu mến nhất của Tuấn Thanh. Vâng, để phục vụ hôm nay Tuấn Thanh xin gửi đến với bản tân cổ được mang tên Kìa Em Mùa Xuân Vẫn Về. Kìa em mùa xuân đã về rồi, giọt sương long lanh trên thảm cỏ. Em ơi mùa xuân anh muôn vàn chân mây xanh trời vời vời, ngàn hương sắc trong ngân. Kìa em mùa xuân đã về rồi, giọt sương long lanh trên thảm cỏ. Anh gọi nắng rạng rỡ, gọi thanh biển đầm ấm, hồi ánh mắt ba đào. Peace.
đợi thay áo mới như áo em sắc xuân chờ đợi vẫn tươi màu như nắng mới đầu xuân. Kìa em mùa xuân đã về rồi, giọt sương long lanh trên thảm cỏ. Em ơi mùa xuân anh muôn vàn chân mây xanh trời vời vời ngàn hương sắc trong ngân. Kìa em mùa xuân đã về rồi, giọt sương long lanh nắng rạng sao gọi thanh biển đầm ấm thôi ánh mắt ba đào. Vâng, thành thật cảm ơn rất nhiều. Thanh Dương xin cảm ơn bằng tấm lòng của mình đối với gia đình của anh Điền Trung đã kết nối tất cả các anh em nghệ sĩ đến đây để có những lời ca tiếng hát cúng dường và gửi tặng tất cả quý vị. Xin gửi lời chúc mừng mạnh khỏe đến tất cả các cô chú anh chị có mặt trong buổi sáng hôm nay ạ. Xin trân trọng. Và để tiếp tục chương trình, dạ xin chân thành cảm ơn những cành hoa và những trọng tài của tất cả quý vị rất nhiều.